Dòng tâm sự thứ nhất, về quê sống cùng mẹ chồng để chờ sinh. Tôi cay đắng với hành động của bà, chỉ muốn bỏ đi ngay. Càng nghĩ tôi càng tủi thân. Rốt cuộc tôi là gì trong gia đình nhà chồng? Hay đối với mẹ chồng, tôi chỉ là một đứa con dâu khát máu tanh lòng, không hơn không kém. Chi tiết của dòng tâm sự ra sao, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi. Nhà đông anh chị em, tôi lại là con cả nên sớm phải nghỉ học để phụ bố mẹ làm nương rẫy. Sau này lớn lên, tôi xuống thành phố để tìm việc làm và quen chồng tôi bây giờ. Chồng tôi cũng xuất thân từ nông thôn, lên thành phố làm lái xe công nghệ. Lần đầu anh dẫn tôi về ra mắt, mẹ anh đã tỏ ý không hài lòng khi biết về hoàn cảnh của gia đình tôi. Thời điểm đó, dù người yêu không nói ra, nhưng tôi biết anh cũng chịu nhiều áp lực từ phía gia đình. Mẹ anh nhiều lần gọi điện yêu cầu con trai phải chia tay. Thậm chí, bà còn tìm một mối khác và bắt anh về xem mắt. Cho đến khi tôi phát hiện mình đã mang thai, khi ấy bà mới chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau. Và dĩ nhiên, đám cưới diễn ra chóng vánh và rất sơ sài. Sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn sống trong căn nhà đi thuê và tiếp tục công việc của mình. Cuộc sống tuy có khó khăn vất vả, nhưng hai vợ chồng rất ít khi cãi vã về chuyện tiền nong. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn về quê khi nhà có việc. Gần đây, khi ngày dự kiến sanh cũng sắp đến gần, vợ chồng tôi có bàn bạc với nhau về việc sẽ sinh ở đâu. Cuối cùng, hai vợ chồng thống nhất là sẽ về quê sinh và ở cử vài tháng vì chi phí sinh đẻ trên thành phố khá tốn kém, trong khi hai vợ chồng tôi lại chưa có điều kiện để đáp ứng. Và tất nhiên, khi quyết định về quê, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải sống chung với mẹ chồng. Tôi đã dặn lòng bảo mình phải cố gắng chịu đựng vài tháng vì con, sau đó sẽ trở lại thành phố tiếp tục cuộc sống độc lập tự do. Ngay ngày đầu tiên dọn về sống cùng với bố mẹ chồng, tôi đã bị mẹ chồng giáo huấn một bài rất dài về những quy tắc cũng như lễ nghi trong nhà. Mẹ chồng tôi không cổ hủ, nhưng bà rất hay để ý đến người khác. Sau một tuần về quê, tôi hay bị mẹ chồng bóng gió mỉa mai vì trông tôi rất quê mùa, không xứng đáng làm con dâu của bà. Tuy bị mẹ chồng chê bai, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì tôi thấy mọi chuyện chưa đến mức quá tệ. Duy chỉ có một việc khiến tôi lăn tăn là từ khi tôi dọn về, mẹ chồng dường như đề phòng tôi như một kẻ trộm trong nhà. Điều này tôi cũng mới nhận ra khi để ý những hành động lặp đi lặp lại của bà. Trước khi tôi về quê, mẹ chồng hay để dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt và dung dịch vệ sinh ở ngoài nhà tắm. Tuy nhiên, sau khi con dâu về sống chung, mỗi lần dùng xong, mẹ chồng đều cho vào giỏ sách và cất vào trong phòng ngủ của bà. Ngay cả bộ mỹ phẩm dưỡng da, phấn trang điểm, mẹ chồng hay để trên bàn. Giờ đây tôi quét dọn phòng ông bà cũng không thấy đâu. Hóa ra tất cả đã được bà cho vào tủ khóa lại. Không chỉ như vậy, mỗi lần uống xong các loại vitamin và thuốc bổ, mẹ chồng tôi đều cất vội chúng đi, như thể sợ tôi sẽ uống trọn mất. Đỉnh điểm là vào cuối tuần vừa rồi, mẹ chồng tôi gọi thợ đến lắp đặt camera theo dõi ở nhiều vị trí trong nhà. Trong đó có cả phòng nơi tôi sẽ ở cử. Ban đầu tôi thấy việc này cũng không có gì to tát, vì tôi không làm điều gì khuất tất, không gì phải sợ. Tuy nhiên, đến khi thợ tiến hành cài ứng dụng xem camera vào điện thoại cho các thành viên trong gia đình, thì mẹ chồng lại gạt tôi ra. Bà nói tôi chỉ ở vài tháng, không nhất thiết phải cài ứng dụng làm gì cho nặng máy. Hơn nữa, theo như mẹ chồng tôi nói, bà lắp camera để theo dõi trộm, nên chủ nhà biết là đủ rồi. Thú thật, hành động và câu nói của mẹ chồng khiến tôi phải suy nghĩ. Từ việc bà đề phòng tôi dùng trộm mỹ phẩm hay uống trộm vitamin, đến việc bà lắp đặt camera theo dõi khắp nơi trong nhà, càng chứng tỏ bà coi thường tôi vô cùng. Có lẽ trong suy nghĩ của mẹ chồng,
Lúc nào tôi cũng là một kẻ xuất thân nghèo khổ, nên hay thèm thuồng và có tính trộm cắp đồ của người khác. Càng suy nghĩ, tôi càng tủi thân vô cùng. Rốt cuộc tôi là cái gì trong gia đình nhà chồng? Hay đối với mẹ chồng, tôi chỉ là một đứa con dâu khát máu tanh lòng, không hơn không kém. Sắp tới tôi còn sinh đẻ và ở cử. Nếu như mẹ chồng tiếp tục có những hành động như vậy, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi mà trầm cảm sau sinh. Tôi đang suy nghĩ đến chuyện quay trở lên phòng trọ và sinh con trên thành phố. Dẫu biết một mình sẽ rất vất vả, nhưng có lẽ tư tưởng của tôi sẽ được thoải mái hơn. Theo mọi người, tôi có nên làm như vậy hay không? Và làm thế nào để mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng được cải thiện hơn? Dòng tâm sự thứ hai, vì lời khích bác của anh cả, chồng tôi muốn xây nhà 1,5 tỷ đồng để tặng bố mẹ. Chồng báo hiếu bố mẹ là một điều rất chính đáng. Nhưng nhà của bố mẹ mới sửa, vậy mà chồng tôi định đập bỏ để xây nhà mới to đẹp hơn, cũng chỉ để mát mặt với bà con hàng xóm. Mấy năm gần đây, công việc làm ăn của chồng tôi gặp rất nhiều thuận lợi. Thu nhập gia đình tăng lên liên tục. Từ việc phải thuê phòng trọ, bây giờ chúng tôi đã mua được đất xây nhà và có một khoản tiết kiệm kha khá. Tháng trước, chồng tôi vừa mới mua được một mảnh đất tương đối đẹp. Sau này nếu được giá sẽ bán kiếm lời, còn không làm của để dành cho các con. Từ ngày ăn nên làm ra, vợ chồng tôi chưa mời anh em được bữa cơm nào. Nhân dịp mua được đất tốt, chúng tôi về quê nội tổ chức tiệc ăn mừng và khao cả họ. Sau khi ăn uống no say thì mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau. Trong lúc không khí đang vui vẻ thì anh cả của chồng tôi nói những lời rất khó nghe. Anh ấy bảo cả nhà có 5 anh em mà mỗi chồng tôi được học hành đến nơi đến chốn. Bây giờ làm ăn phát đạt, chỉ chiêu đãi mọi người được mỗi một bữa cơm. Anh cả còn nói chồng tôi nên đập bỏ nhà cũ, xây lại cho bố mẹ chồng ngôi nhà to đẹp hơn, như thế mới làm rạng rỡ gia đình. Lời anh cả vừa dứt, chồng tôi đã ủng hộ ngay và tán thành ý kiến rất hay. Thế nhưng bố chồng tôi không đồng ý. Ông nói là nhà mới sửa, đập bỏ đi thì quá lãng phí. Nếu như chúng tôi có nhiều tiền thì hỗ trợ anh em trong gia đình, mỗi người một ít lấy vốn làm ăn. Ý kiến của bố chồng được nhiều người tán thành, nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh chê nhà bố mẹ chật chội. Mỗi lần mọi người về không có chỗ ngủ, đi lại vệ sinh cũng rất bất tiện. Chồng tôi sẽ đứng ra xây nhà cho bố mẹ, một ngôi nhà to đẹp để mát mặt với hàng xóm. Anh em ai có điều kiện thì góp, còn không có thì thôi. Trở về nhà, chồng bàn với tôi là sẽ xây nhà cho bố mẹ tầm 1,5 tỷ đồng. Tôi không ngăn cản việc chồng báo hiếu bố mẹ, nhưng làm gì cũng phải tính đến hậu quả. Năm nay ông bà cũng đã hơn 80 tuổi, sống chẳng được bao lâu nữa, xây nhà làm gì cho lãng phí. Số tiền đó dùng để đầu tư vào sức khỏe, để bố mẹ sống lâu cùng với con cháu. Nếu chẳng may ông hay bà bị bệnh phải nhập viện, chỉ cần một lần điều trị là hết cả 100 triệu đồng. Ông bà làm nông nhiều năm nay phải sống dựa vào tiền trợ cấp của các con. Tôi khuyên chồng nên lập cho bố mẹ một cuốn sổ tiết kiệm, tốt hơn là xây nhà mới. Chồng tôi bảo đã hứa với anh cả rồi nên nhất quyết phải làm. Anh bảo tôi đừng có bàn lùi. Thấy việc làm của chồng không ổn nhưng tôi không can ngăn được. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây? Như vậy là Tasa vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào.